Hello, hello mọi người. Có ai không? Tôi nghe. Có tiếng mưa ta. Mưa nhỏ mà, đâu mưa to lắm đâu ta. Hello mọi người nha. Vừa đeo lens xong khó nhìn quá. Cứ phải nheo nheo mắt nhìn mới rõ. Chào Danhi Vlog. Đúng không? Em chào đúng không? Tên khó đọc vậy. Hay tại mắt em mờ, em nhìn không rõ. Hello Danhi à? À, không phải Danhi mà Danhi à? Vãi thật, hay lắm. Ok, mình sẽ hát. Mình cũng nghĩ là nên ngồi hát. Sẽ hát bài học tiếng mèo kêu. Tự dưng hát tông cao rồi. Thế rồi em không bắt được tông để hát này. Yêu sư hào vừa lên tớ sân chỉ mau bị chỉ bù hào xí nhau chẳng nhau chào. Nhi dung xí vô lâu tớ nắm bờ của tớ xin dùng khóa theo. Một sáng nhắn tớ ní đã xa mau mau. Vô mắt ý chỉ xoay mau chào ý chỉ mau 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 mau. Trời nhìn mẹn xa xa qua chào. Xem nhìn tớ quá xa, nhìn bố chúa ai quá quá chú mèo mèo mèo. Qua mắt ý chí xoay mơ chào, ý chí mèo 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 mèo. Qua nhà chuyện nhìn tớ quay tao, quay nhìn sáng sáng tớ quay tao. Xem nhau bên chuyện nhìn tớ mơ, lại chạy nhìn khỏi đi xoay chào. Mày tiến đâu tớ lên cho nhìn tớ hào. May quá, tưởng không hát được. Mắt em mở không lên đâu. Chào. Khó đọc quá. Yêu sư hào vừa lên tớ sang chỉ mau. Bị chỉ bù hào xí yêu chẳng yêu chào. Nhi dung xí vô lâu tớ nắng bờ của tớ xin rút khóa tao. Vô sáng nhau tớ ní đã sáng mau mau. Vô mắt ý chỉ xoay mơ trao. Chỉ mèo 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 mèo, trái nhìn mẹ xa xa con chào. Ai yêu mèo 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 mèo, qua tờ xin chẳng bấm bấm chào. Mì lần xoay nhì tờ khóa xào. Nì bú xua ai qua qua chú mèo mèo mèo. Qua mắt ý chỉ xoay mơ chào. Ý chỉ mèo 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 mèo. Qua nhà chuyện nhì tờ quay tao. Quay nhì sáng sáng tờ quay tao. Xem nhau bên chuyện nhì tờ mau. Lại chạy nhì khoai lì xoay chào. Mày đến đâu tờ lên cho nhì tờ. Chỉ xoay mơ chào, ý chỉ mèo 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 mèo. Trái nhìn mẹ xa xa qua chào. Ai yêu mèo 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 mèo. Qua tờ xin chẳng bâng bâng đẹo. Mì là xoay mì tờ quá chào. Nì bú chua ai quá quá
就喵喵喵，我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，我要全你的味道，为你上香的味道，想要变成你的猫，赖在你怀里睡觉，每天都打量着你的好。鬼子啊，no no，để tên ký tự chi vậy em khó đọc lắm. Cái tầm này mắt em khó nhìn vậy. Nhéo cả mắt vào mới nhìn thấy tạm tạm, còn không kiểu chả nhìn rõ chữ. Mà nhất là mấy cái chữ mà ký tự nhìn mãi không ra. Không, dạo này em hiền lắm, đâu có chửi ai bao giờ đâu. Đâu có chửi ai bao giờ đâu. Been 2 years, our memories are blurred. Haven't heard your voice, no, not a word. But still they talk about hiền mà. Things we were. Em mà không hiền thì còn ai hiền vào đây nữa. Nhìn là thấy hiền rồi. Sài Gòn mưa thì Sài Gòn nhớ em ấy. She's dancing on your feet with our song on repeat. She paints. Cái band kia là band nhóm nhạc, còn band mà cầm ý là B-A-N thôi, không có chữ D, ok. Chắc khi buộc tội ai thì cũng phải nói đúng nữa chứ. Không, chỉ có em mới có đủ khả năng mang nắng vào Sài Gòn thôi. Chứ dạo nào không đáng yêu đâu. Mình thấy mình đáng yêu là kiểu bẩm sinh rồi. Về lâu rồi. Em có người yêu chưa? Em có người yêu rồi. Kiểu bây giờ mình hỏi bảo mình chưa có người yêu thì cũng bảo méo tin. Mà bảo có người yêu rồi cũng méo tin. Thế phải chịu. Thế thì hỏi làm gì? Nay hết đen rồi là sao? Thấy gì đen? Vâng, đang thấy sâu. Bây giờ anh tin cái nào? Anh tin em có người yêu rồi hay em chưa có người yêu? Có rồi. Em bảo là có rồi mà. Ngại chi? Trời ơi, có người yêu là bảo có người yêu. Mình đâu có ngán. Không, mình sinh năm 95. Lúc nào em chả nói thật đúng không? Em ở Hà Nội. Nay nhìn xinh á. Cũng không biết. Em cũng thấy hình như hôm nay trông nó kỳ kỳ ấy, chứ không phải là xinh. Nên em không biết dùng từ gì, hoặc là tại mắt em đang nhìn không rõ. Bớt vừa đánh son rồi đó. Mọi hôm có hôn lên son chả cần đánh son. Hôm nay ra còn môi đỏ, má chắc cũng có chút hồng hồng đi. Nhưng mà qua cam này chắc là không thấy hồng. Có mỗi tóc là hơi bẩn vì chưa gội đầu được. Đâu? Tại em vừa đeo len đấy. Chứ
bình thường em đeo từ này thì nó sẽ đỡ hơn. Tự dưng hôm nay vừa đeo lên xong rồi em chắc kiểu mắt nó vẫn chưa đủ ẩm ấy. Nếu em có nhà trên phố Thượng Duy Hưng thì cũng không phải dạng vừa đâu, cũng kiểu đại gia ngầm đấy. Em cũng mong có nhà ở Trần Duy Hưng lắm. Bày đặt giả vờ hỏi kiểu chọc ngoáy, có tử tế gì đâu. À, đã có người yêu rất đẹp trai và khó tính à? Để xem thế nào khó tính. Khó tính với em thì cũng hình dễ tính thôi, an tâm. Đàn ông con trai về là thỏ chọc máy con gái như người ta. Không biết ngại à? Ai động chạm với nhau chưa mà bà đập chọc mới chẳng ngoái. Cứ để mình bị chửi. Cái đấy không gọi là treo, ok? Đâu ai thấy vui đâu mà kêu là treo. Mà trong khi ai chả biết nói thừa bảo ý người ta ở phố Trần Duy Hưng là ý gì, cái đấy mới gọi là treo à? Ngồi đây để cho mấy người treo à? Quen rồi thì chắc là không dám thôi. Chứ còn không thì dỡ. Mấy người chắc gặp mấy idol mới cũng toàn mắt nạt kiểu như vậy chứ gì. Lại còn có đâu. Chả qua là mình cũng thuộc dạng nhân viên cứng rồi thôi. Chứ nếu không thì như đứa khác thì nó có nói lại đâu. Gớt. Nhưng mà mình sẽ không có như vậy. Đâu có gì đâu mà cáu giận. Làm gì mọi người có chuyện được thấy em cáu giận. Em mà cáu hay là giận là em ngồi im không nói gì đâu. Em còn nói là em bình thường đấy. Chả qua là nói cho mọi người biết thôi, để tránh nhau ra thôi. Ý là kiểu không có dễ đâu. Cái Linh làm gì có quốc khánh. Bài on hỏng trượt. Bài on có biết có chuyện gì vừa xảy ra không? Đấy, hóng hớt. Mà ở đấy nhắc đến sang Mỹ mình nhớ. Sinh nhật em là vào ngày quốc khánh của Mỹ, ngày độc lập của Mỹ gì đấy. Không nhớ cái tên ngày đấy lắm. Hôm ai bảo em ấy, ngày 6 tháng 7 cũng là ngày lễ gì của Mỹ. Ngày 6 tháng 7 đúng không? Bụi, lên tiếng đi bụi. Rất may mắn qua rồi. Thế bà là, phải bảo là hay quá, gần đến sinh nhật Linh rồi. Còn có chục tháng nữa chứ nhiêu. Chàng Khôi. Mọi người sống mà chả biết hướng về tương lai gì cả. Mọi người biết nhìn về tương lai là phải nghĩ là nó sắp đến thôi. Chứ tại sao lại nghĩ nó qua rồi? Tại sao lại nghĩ về quá khứ như vậy? Bài đầu tiên hình như là bài nhạc Trung Quốc rồi hả? Giờ mọi người muốn nghe bài gì nhạc Trung Quốc? Tương lai là một thứ vô định, nhưng là một cái để mình hướng tới. Chứ không thể cứ ngẫm nghĩ về quá khứ được. Cái gì qua rồi thì cho qua đi chứ. Bữa đó anh gà có up lên Facebook mình.
có up lên Facebook anh cả. Kệ là kệ thế nào. Bây giờ sống phải có dự định chứ. Những con người sống không có mục tiêu. Kiểu phó mặc cái số phận vậy hả? Mục tiêu trong khoảng ví dụ như là 10 tháng thì chỉ trong khoảng 1 năm thôi mà, đâu có gì gọi là dài hạn đâu. Mình không bắt mọi người nghĩ đến năm mình 90 tuổi đâu, mục tiêu là dài. Chẳng qua là không muốn nhớ sinh nhật tôi chứ gì. Mình hiểu mà, có gì đâu. Đấy, nói thẳng ra như vậy đi. Về đặt. Cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay. About that girl, the one I let get away. I keep saying no. Không thật ra thì em cũng chỉ định sống đến khoảng 80 thôi. Sống lâu con cháu nó ghét đấy. Mà tính của em chắc là dễ bị ghét lắm. Sau thứ 80 là đủ tận hưởng cuộc sống thôi. Nào có bác bè gì đâu. Không, kiểu gì em cũng sẽ sống đến 80. Bài này ngày nào chả mở ta, có gì đâu mà bảo là ngồi hát. Chào Long Hoàng. Chào Bất Cần. 70 là ngoãn nguyện rồi, còn được thêm bao nhiêu thì đấy là lý tưởng của mọi người. Còn em là phải 80. Chỉ việc ngồi la là ra bài hát mà. Ghê thì nhìn biết vô luôn. Chị ở Hà Nội thì mỗi người đều có một mục tiêu đi. Nãy có người bảo em có nhà ở Trần Duy Hưng đấy. Sống đến 80 tuổi mới ăn được hết món mình thích. Chắc gì đến lúc đấy nó ra món mới thì sao? Thật ra ứa thì gần à? Tí thật. Hay bây giờ em sẽ đặt mục tiêu là em sẽ mua nhà ở Trần Duy Hưng nhá. Ba ca người xem mà ít nói chuyện thế nhỉ? Đừng có tin vào những con số. Tất cả chỉ là hình thức mà thôi. Lên mắt đi cho theo chen à? Không, em đó giờ lại chả thích theo chen. Gắt á. Đấy, em sẽ đặt mục tiêu kiểu gì mà cũng phải có biệt thự ở Trần Duy Hưng. Ok. Mơ nhớ đến nha. Mai kiểu ra quán, ra nhà bán hàng mãi bảo cô ơi làm cho cái biệt thự. Xong đây ra đến Trần Duy Hưng. Thế là mình sẽ có biệt thự ở Trần Duy Hưng. Hoàn thành mục tiêu, thấy không? Quá là đơn giản. Ở đâu cũng được.
ra thì lửa là có thể thiêu rụi mọi thứ mà, cái gì mà chả cháy được, lo gì. Nói chung là mình cứ hoàn thành mục tiêu đề ra là được rồi, chứ không mọi người bảo mình nói mà không làm. Thì làm sao? Anh biết quyền màu với em điều đó sẽ được tháng ngày xa đôi. Biết thì biết chứ làm gì nhau. Cố chấp cứ nghĩ rằng có thể thấy em nơi cũ như người đâu có từ đâu đâu. Dạ tao là nhìn mặt lúc nào cũng vi lai hơn à? Tên rồi, thấy không, nhắc một lần đấy là biết ngay, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Em mà không nhắc là kiểu gì cũng lại viết chữ Linh, viết chữ L bình thường đấy. Hello Quân. À đi đâu thấy anh Mạnh cả. Đời vô đối. Trông nó ghét nhỉ. Chỉ cần nghĩ về nhau là những tháng ngày sau. Là người bị nhắc nhiều chắc có mỗi em nhắc thôi. Chỉ cần biết ngày mai mình chung vai. Ừ, hôm nay xinh thật. Tự dưng có sâu. Thế bây giờ đêm mà mình đi gội đầu đâu có kịp đâu.
Thế nên là mình đành cột tóc lại. Đúng không? Chứ mọi khi mình vẫn buông tóc mà. Ừ, sao thế? Ừ đúng rồi, tóc vẫn mượt lắm. Mới tội là nhìn ở trên nó sẽ hơi bết bết thôi. Nhưng mà thật ra với cái độ dày tóc của mình ý, thì nhìn nó sẽ không phải là bết, mà nhìn nó sẽ bóng mượt ý. Còn những cái đứa mà tóc mỏng nó quẹt ý, thì nhìn nó sẽ bết dính vào da đầu ấy. Đấy. Còn tóc mình thì được cái rất là dày và rất là mượt. Thế nên nhìn kể cả có bết mọi người cũng không nhận ra. Đấy. Có mùi hay không thì mọi người lại không ngửi được. Thế nên đấy không phải là vấn đề mình quan tâm. Còn cái gì mà nhìn bằng mắt được thì mọi người mới thấy được. Tốt đẹp phô ra xấu xa để lại, có gì đâu. Ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi. Có thương nhau thì mới yêu cho nhau mà. Anh muốn ghiêm bạn nào? Bảo em nói lại cho. Nãy mọi người vừa bàn đến vấn đề nó nhìn chỗ khác rồi. Trên đầu môi chỉ là cuộc tình không thành đôi đâu anh ơi. Chúng nó trao vàng cho nhau rồi. Tay này. Dăm ba cái lắc vàng bình thường. Cái bài, cái clip này có cái đoạn chúng nó trao lắc vàng cho nhau, kiểu trao tín vật đính hôn hay đính ước gì đấy. Mà không biết là vàng hay là bạc. Nên đại loại là thì nó trao thế, chia tay ra thế thôi. Chờ em chưa ngủ à? Vâng em chưa. Chắc là bạc thôi. Nhưng mà mình đầy vòng vàng mỹ ký. Trời, găm ba cái vòng vàng thiếu quái. Chả qua mình chả thích đeo. Không được. Thì có thể gọi nó là gấu bông. Thì đấy, mỗi người một cái nhìn. Mọi người thấy nó giống con gì thì nó là con đấy. Tất nhiên vàng bạc phải chờ để ngoài thân, chả nhẽ ăn vào bụng đâu. Có ai hỏi nó giống con gì đâu. Nó được giống mình thì nó lại là phúc phần của nó, có gì đâu. Mà chả hiểu sao đi hả, gọi người khác là con này con kia vô văn hóa. Gửi anh và cô ấy, đây sẽ là một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh và một lời tuyên ngôn. Nhưng mà nhắc nhở, cảnh tỉnh và tuyên ngôn với ai thì sẽ là một dấu hỏi chấm. Em đã thấy mình không kết bạn nữa. Em biết anh sẽ chẳng thể vượt qua những cơn sóng cuộc đời. Em chỉ không ngờ là quá nhanh. Người ta nói khi yêu đừng là anh. Em bảo rồi, đâu phải là ai cũng đủ tầm quan trọng để em nhắc đâu. Em phải làm gì? Thì đã lọc đâu. Mà lọc xong kết bạn thì phải kết bạn lại những người mình đã kết bạn rồi. Chứ kết bạn với những người mình chưa kết bạn thì cũng phải xem xét mà. Nên mới khiến anh động lòng mà bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời em gửi anh và cô ấy, sống với nhau hãy thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn những lời cuối em dành cho anh, anh phát bỏ. Chúc ngày sau qua bao không mang anh nhiều thương đau. Không kết bạn với em là đúng mà. Thế là có kiểu mà người ta kiểu gì biết nó cũng auto unfriend, là kiểu gì nó cũng unfriend mình. Thế mình sẽ nhanh tay mình unfriend nó chứ. Tuổi gì người ta đau khổ. Đó, mọi người phải như vậy chứ.
Hay không? Quá hay. Em cố gắng kiềm chặt lòng mình, dẫu có đau em cũng phải vượt qua. Em sẽ phải thật đẹp, không để ai biết mình tổn thương. Nhưng ngân tiếng em cũng chỉ là kẻ yêu đối phương nhiều hơn. Đã lỡ yêu em phải làm gì? Cô ấy giờ bên anh, chắc có lẽ rất ngoan và xinh đẹp, nên mới khiến anh động lòng mà bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời em gửi anh và cô ấy, sống với nhau hãy thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đâu. Còn những lời cuối em dành cho anh, ấy phản bội. Đường đời em chúc ngày sau qua bao không mang anh nhiều thương đau. Giờ sẽ chứng minh ta thấy một người đổi thay làm sao, sống thế nào. Lòng người như duyên sâu nhìn trước sáng đẹp, rồi bao cam rõ anh sẽ thủy chung. Tí con ra ăn friend cô trước rồi đăng Facebook sống ảo. Có vậy mà cũng gọi là sống ảo á hả? Ăn friend ăn nhầm gì phải đấm vào mặt người đã thật. Những người kiểu đã vô học rồi lại còn vô giáo dục nữa, chả hiểu sao hết gọi người khác bằng con không lại đòi đấm vào mặt người khác. Thật ra trường hợp này đâu cần quản trị viên anh. Sao em đó giờ đâu cần quản trị viên. Thì anh friend đi, biết đâu mà cô không lọc friend nữa thì thôi, khỏi phải kết bạn lại có gì đâu. Chỉ dụ thế thôi. Không, thật ra mình ít khi cầm mật chuột lắm. Thật. Này từng bở này, từng thế mà hay à. Mình tính cả rồi. Có lý do nào đấy xứng đáng thì mình chăm thì mình mới chăm chứ. Vẫn chưa phải chuyện cũ và anh, giống như chỉ hôm qua đấy thôi, nỗi đau vẫn còn. Em muốn được quên, muốn quên người mới, nhưng trong thế giới em chỉ muốn gần anh. Khi ta lìa xa, biết đâu là mãi mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ. Tình yêu khi không như mong đợi, người ra đi cho em đơn côi. Có hiểu chăng lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mọi mòn. Vì anh ơi, nơi cuộc đời này, lòng em sẽ giờ đây héo úa khi yêu thương một ngày lụi tàn. Có người yêu em hơn anh, em cứ nghĩ sẽ quên anh thôi. Những phút giây ở bên anh ấy, đôi khi em vui.
Thế nhưng rồi em cũng phải hiểu, đó là sai lầm khi cô tìm người thay anh. Em đã khóc vì nỗi đắng cay. Có lẽ về sau em nên sống mỗi riêng em. Tình yêu khi không như mong đợi, người ra đi cho em đơn côi. Có hiểu trong lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mọi mong. Vì anh ơi nơi cuộc đời này, lòng em sẽ yêu ai hơn anh. Và có lẽ trái tim giờ đây xa, biết đâu là mãi mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ. À, tình yêu khi không như mong đợi, người ra đi cho em đơn côi. Có hiểu trong lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mọi mòn. Vì anh ơi nơi cuộc đời này, lòng em sẽ giờ đây theo ua. Khi yêu thương một người lùi tàn. Hay nhỉ, thật. Em yêu anh thôi. Sai rồi, bài này là anh thế giới và em chứ. Ai bảo là thế giới anh và em? Thật, ca sĩ hát hay nhỉ. Ok. Thực ra là mình kiếm chuyện để nói thôi mà. Lời xin lỗi vì đã lừa dối, ước gì mình nằm mơ thôi. Lời anh nói làm tim đau nhói, sự thật sao quá tàn nhẫn. Nghĩ đến một quá khứ thật hạnh phúc, đã trong bụi vĩnh viễn trong tiềm thức. Em sẽ luôn ngước mắt bước đi sang cuộc đời anh. Nhiều lần cố gắng để không khóc, nhưng chỉ còn lại sự yêu đuối. Vì em không thể quên được anh, chẳng thể bên anh nữa. Hãy bên người trao anh được tình yêu, chỉ một người chắc chắn chẳng phải em. Em vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu. Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia. Môi hôn ngọt cho em đêm mê, nhưng khi bên người anh cũng thế. Đừng xin lỗi với những đôi chối, em đã mệt rồi. Mình không thể tiếp tục lầm lỗi. Trở về bên cô ấy hãy xóa đi hết yêu thương ngày nào ta bên nhau. Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương. Dù cơn đau như đang dây xe trong con tim này, tình yêu ấy em không muốn nhận lấy. Ủa ai tắt? Bác ấy đã trao gì cho người đâu? Em không biết ai ấy. Chào anh lại Nguyễn Văn. Đố biết. Kiểu này chỉ có một người thôi. Nhiều lần cố gắng để không khóc, nhưng trong em
chỉ còn lại sự yêu đuối. Vì em không thể quên được anh, chẳng thể bên anh nữa. Khói Linh ơi, sao? Em biết ai đấy? Nên này chỉ có một người thôi. Chú lại là vàng mới à? Còn anh đã trao hết cho tình đầu. Vòng tay em ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia. Môi hôn ngọt cho em đến mấy, nhưng khi bên người anh cũng thế. Đừng xin lỗi với những đôi trôi em đã bên rồi. Mình không thể tiếng tông lầm lỗi. Trở về bên cô ấy hãy xóa đi hết yêu thương ngày nào ta bên nhau. Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương. Dù cơn đau như đang dày xa trong con tim này, tình yêu ấy em không muốn nhận lấy. Người kia là ai? Mọi người làm như nhiều người hay tặng quà em kiểu vậy lắm ấy. Ai tặng là em biết mà. Mà tặng kiểu gì là em biết. Em chảnh lắm chưa chào anh nhỉ? Em có thấy anh chào em được câu nào đâu mà em phải chào lại anh. Em chúc anh hạnh phúc, nay đó chúng ta hẹn thề. Xin hãy xóa đi hết. Yeah. Chào thầy mong. Công ty mọi người hỏi mà xem, chắc chắn là chú đấy. Chả có lý do gì mà bây giờ mình đều là người không quen. Chả ai biết được ai lớn hơn ai, chắc gì đã lớn được hơn mình. Trong khi một điều lịch sự ai cũng phải biết là vào nhà thì phải chào chủ nhà. Chả có chuyện như nhà vô chủ. Mình đâu có mời người ta vào nhà đâu, mình phải chào trước. Còn đây là tự bò vào thì phải tự chào chứ. Chưa xin phép nhảy vào nhà người khác, không bị đuổi ra là may rồi. Thế ai chẳng hay tặng kem cô bao giờ á? Ừ, không có đấy. Có. Em không biết bài buồn không em? Đâu ra toàn siêu xe với nụ hôn. Siêu xe. Siêu xe là kiểu cô tự xử đấy. Dạo này chả ai tặng cô siêu xe cả. Hôm nào mà cô nhớ, cô sẽ tự lên hiệu ứng siêu xe cho đỡ nhớ. Nhưng mà cô không có sâu thì phải. Mai là thứ hai hay chủ nhật ta? Đã có lịch tuần sau đâu. Tranh luận với Linh không ăn được đâu, đừng cố. Mai là chủ nhật á? Sai rồi. Ồ, tưởng bây giờ đang chủ nhật rồi chứ. Nắm tay anh thật lâu. Thấy chưa? Dám bảo mai là chủ nhật. Tưởng mình không biết thứ ngày tháng à? Đừng buông mau câu biệt ly. Đừng nói bất cứ điều gì. Đừng vì một người anh sẽ ra đi. Để đến bây giờ em cũng không bất ngờ. Vậy là bây giờ anh nghe quên, anh sẽ từ biệt, sẽ bước đi xa em rồi. Vậy mà bao ngày qua em cố chấp ngộ nhận tình cảm của anh mãi mãi trọn vẹn. Vì giờ em cần anh giờ đây. Khoan đã, để con làm hay không? Con xin phép cho con. Con làm idol phải duyệt qua cô casting, ok? Linh ơi, anh có thể ngừng gọi Linh ơi và có cái gì thì nói luôn được không? Em cực kỳ ghét ai gọi. Thật luôn, nói thì nói luôn. Gọi mất công phải ơi. Đúng mà. Chắc là anh làm em mới xem em thì đấy, bây giờ mới biết. Bây giờ mới ngộ ra được một điều là em dã man lắm. Vì thực sự em còn dã man hơn thế.
em đâu có khó tính. Người ta bảo là em vui tính. Em sẽ để dành hơi để nói chuyện với mọi người. Nó mắc công rồi, bây giờ đang nói chuyện lại phải quay ra ơi một cái à? Nghe nó cồn ngủn ra. Vậy là bây giờ anh nhận quyết, anh sẽ từ biệt, sẽ bước đi xa em rồi. Vậy mà bao ngày qua em cố chấp ngộ nhận tình cảm của anh mãi mãi trọn vẹn. Vì ở bên cạnh anh giờ đây có một người thay thế em cho anh niềm vui. Đã biết trước kết cục này mà phải đắng cay, căng thẳng như vậy. Không, ví dụ như kiểu xe mà chạy vòng vòng thì được, chứ cần nói vòng vòng thì thôi bỏ đi. Bây giờ nếu có thể mình xong ca bài cho em ngủ ngon được không em? Câu trả lời là không thể, vậy thôi. Vẫn chưa xin làm bảo vệ à? Hạnh phúc xa vời em đã mãi mất anh. Thật tưởng buông treo nick. Anh quên cả đường về à? Thế thì anh nên đến đồn cảnh sát và đăng tin kiểu lạc đường tìm người thân gì gì đấy. Nếu không về sau, ví dụ như kiểu khoảng vài chục năm nữa lại thấy lên chương trình như chưa hề có cuộc chia ly thì mệt lắm. Ok, nếu một ngày gặp em ngoài đời sẽ cầu hôn em. Hy vọng là anh sẽ nhận ra em. Đêm trước cô chơi đêm vui vẻ, dạo này cô có chơi đêm đâu. Toàn chơi tối và ngủ sớm à. Hôm nay cũng đã chơi đâu. Hôm nay hình như mới chơi được khoảng 3-4 trận gì đấy. Đừng về một người em sẽ xem phim xong quen tay bấm thóp mới thấy à? À. Để đến bây giờ anh cũng không. Cái bài này buồn đấy. Đủ ba. Cái chuyện này của bạn hay lắm. À, tôi cũng quen tay mà thấy lên sâu. Chào chung. Nhưng mà trước hết anh phải biết đúng từ sứ mệnh đã. Sứ mệnh là S gì, not X gì. Từ sứ mệnh kia thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thì thật ra là văn bằng của em có thể làm giáo viên được, nhưng mà em lại không thích. Em ở nhà em. Đôi lúc nếu em không ở nhà em mà em đi du lịch thì em có thể ở khách sạn hoặc ở nhà bạn em. Kiểu cơ trưởng hẳn là phải lắc. Lắc kiểu của mình là lắc vip. Hay là như tuổi thế. Mình sinh năm 95. Yeah. Sao cái gì mà sao cái gì mà sao cái gì mà sao cái gì mà sao cái
như tình làm nhanh là quê quán em đó. Nhà cô ở trên trái đất. Bộ môn lắc là truyền. Không hề gia truyền nhá. Bộ môn lắc này là kiểu độc quyền, ok, not gia truyền nhá. Mình cũng đang suy nghĩ là về sau mình có nên gia truyền lại không thôi. Chứ còn hiện tại nó ở độc quyền, ok. Nó ra chuyện, ok. Thay đổi trả lời fan tiêu ra đường xe cũng chết luôn. Ừ, cũng may là mình chả nói điều cái gì. Quê quán ở đâu á? Xem nào. Nếu mà nói quê quán thì nói đúng phải là quê em ở Nam Định. Chào Văn Hiến. Thế đồ muộn thế à? Công nhận. Dạo này em đang phải ngủ sớm. Mà hôm nay lỡ có sâu lại phải ngủ trễ. Em ăn rồi. Ở quê em là gạo và phở hết, hình như là vậy. Xem còn cái gì nữa không nhỉ? Hai cái đấy chắc là đủ rồi, gạo và phở thế thôi. Hết sâu rồi Bu. Sắp rồi. 2 giờ là hết sâu. Chế bài đã khuôn xa, sâu bông cho xin hoa, mấy đi đã sang. Tốt nhất là em đừng cho người khác thấy sự vô văn hóa của mình. Chẳng chỉ là nhìn chủ xa, bố với nhìn chiến qua, dạy chi chủ xa. Hẳn là phở Nam Định 300k bao nhiêu phòng. Chủ bí thơ chinh phê của quê quảng xa. Ở quê em ngon thì em thích vậy thôi. Hoặc là em thấy ăn đủ để em cảm thấy ngon thì em thích. Chứ mà mọi người thấy ngon không thì kệ chứ. Bạc đâu, màu hồng. Bây giờ mình sẽ xõa tóc ra, mình kẹp vào tóc đấy vậy nhá. Xõa tóc ra xinh đấy. Hãy
陪伴如同传递啊。Vô tóc xong hết sâu. Hay phết. Hết sâu rồi mày đang làm chó.